Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn, nhiều ngành nghề trong tương lai gần rất cần các kiến thức, kỹ năng, năng lực làm việc nhóm, năng lực công nghệ, năng lực giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tiễn. Không những thế, sự phát triển của khoa học, công nghệ, tự động hóa, kết nối đã làm thay đổi sự vận hành của nhiều ngành nghề trong xã hội. Nhiều báo cáo ở các nước phát triển cho thấy các ngành nghề liên quan đến các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh so với các ngành nghề khác. Như vậy, nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực STEM sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng, và đào tạo nguồn nhân lực đó trở thành vấn đề cần thiết không chỉ riêng đối với một quốc gia nào. Giáo dục STEM là một phương thức đào tạo nhằm trang bị cho người học những kiến thức khoa học gắn liền với những ứng dụng của chúng trong thực tiễn, qua đó phát triển cho học sinh năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cùng với các năng lực khác đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực trong tương lai. Các giai đoạn tổ chức bài học STEM theo công văn 3089 của Bộ Giáo dục Đào tạo được tiến hành như sau. Giai đoạn 1, xác định vấn đề. Trong hoạt động này, giáo viên giao cho học sinh nhiệm vụ học tập có chứa đựng vấn đề, trong đó học sinh phải hoàn thành một sản phẩm học tập cụ thể theo yêu cầu cần phải sử dụng kiến thức mới trong bài học. Giai đoạn 2, nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp. Trong hoạt động này, học sinh thực hiện các hoạt động học tập tích cực, tự lực nhằm nghiên cứu bài học trong sách giáo khoa. Thực hiện các bài học STEM sẽ không còn các tiết học đơn thuần giảng dạy kiến thức mới cho học sinh. Thêm vào đó, các em phải tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức bằng nhiều hình thức học tập khác nhau, sử dụng và việc đề xuất thiết kế sản phẩm được đặt ra. Giai đoạn 3, thảo luận, lựa chọn phương án thiết kế. Trong hoạt động này, học sinh được tổ chức để trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế. Dưới sự trao đổi, góp ý của các bạn và thầy cô, các em được tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế trước khi tiến hành chế tạo thử nghiệm. Giai đoạn 4, chế tạo sản phẩm mẫu theo phương án thiết kế đã lựa chọn, thử nghiệm và đánh giá. Trong hoạt động này, các em tiến hành chế tạo mẫu theo bản thiết kế đã thực hiện sau bước 3. Sau đó, học sinh tiến hành thử nghiệm sản phẩm và đánh giá. Khi tiến hành hoạt động, các em cũng có thể điều chỉnh thiết kế ban đầu, đảm bảo cho mẫu được chế tạo là khả thi. Giai đoạn 5, trình bày về sản phẩm, thảo luận, hoàn thiện phương án thiết kế ban đầu. Mục tiêu của hoạt động này là học sinh trình bày đánh giá sản phẩm. Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh là các dụng cụ, mô hình, đồ vật đã được chế tạo, kèm theo bài trình bày báo cáo, cách thức tổ chức hoạt động. Giáo viên giao nhiệm vụ, yêu cầu mô tả sản phẩm. Học sinh báo cáo, thảo luận các hình thức phù hợp như trưng bày, triển lãm, sân khấu hóa. Giáo viên đánh giá, kết luận và định hướng tiếp tục hoàn thiện. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn đã lắng nghe.